Họ Khang Bảo Giám Phần 2 Khi các ngươi dâm loạn phụ nữ của người khác, hãy nên tự nghĩ, nếu lúc ấy vợ ta bị kẻ khác dâm loạn, cười cợt, giỡn hớt bên gối, tình ý khăn khích, ta ở ngay bên cạnh thấy tình hình ấy, ắt sẽ tâm như bị đâm, trong mắt đổ lửa, hùng hổ truy sát, quyết chẳng chần chừ. Sao lại đến nỗi gian dâm phụ nữ của kẻ khác, quên bẩn chẳng nghĩ lại. Đột nhiên suy xét, há còn đối với chuyện dâm loạn vợ con người khác, rều rao đắc ý được hay chăng. Khi ấy thiên địa quỷ thần soi xét bên trên, chắc vẫn bên cạnh, oán giận không cùng, muốn giết, muốn chặt ngươi, có vị nào chẳng trợn mắt, nghiến răng nghĩ cách báo ứng ư? Tai họa dấy lên, đến nỗi xoay sở chẳng kịp, đã nói đến chỗ này, há chẳng nguội lạnh tấm lòng ư? hơn nữa do gian dâm mà bỏ mạng dưới gươm bén, nát đầu nơi bậc thềm hàng xóm, giấc mộng dương trần chưa hết, đã vùi thân dưới chốn tuyền đài, lửa ma chơi xanh biếc, máu thấm đỏ ngầu, đều do bọn son phấn gây nên. Mỹ nhân vốn là cọp thoa son trác phấn, há chẳng tin ư, dẫu chẳng đến nội tán mạng ngay lập tức như vậy, nhưng đối với kẻ gian dâm vợ người khác, kẻ có thế lực ác sẽ thưa kiện đòi hỏi công đạo kẻ yếu thế ác sẽ nuốt hận suốt đời tông tộc đeo nỗi nhục chẳng giải trừ vợ chồng cũng dứt tình trăm năm son sắt sống chết khôn lường lắm nỗi đổi thay hoặc ngấm ngầm mưu tính trả thù hoặc âm thầm đau lòng hổ thẹn cha ông vốn chẳng có lỗi lầm to lớn nhưng kẻ ngoài cuộc ức đoán chắc tổ tiên gã xấu ác ấy là phường cực ác nên mới đến nỗi có hạng con cháu hoang đàn giường ấy, điếm nhục thanh danh nhiều đời, để lại con rơi cho người khác, rối loạn tông tộc. Dẫu đứa con rơi ấy, đổ đạt làm quan tiếng tâm lừng lẫy, rốt cuộc cũng mang tiếng xấu vô cùng, vì thân phận bất minh, đã chẳng xứng hợp nhân luân, lại còn truyền mãi tiếng chê cười, do đó nói, nỗi thảm độc sát nhân chỉ ảnh hưởng một người. Còn chuyện gian dâm như lưỡi gươm bén không dấu vết, giết người suốt mấy đời. Nói chung dâm niệm bắt nguồn từ hiếu sắc, muốn dứt cội rễ lòng dâm, trước hết phải giữ sắc giới nghiêm ngặt. Hệ hiếu sắc, ác sẽ tham dâm, ác thân ta bất chánh, hệ đối trước bóng sắc mềm mại mê người, chẳng thể tự khống chế, ác phần nhiều sẽ bị kẻ khác kiềm chế, do vậy sẽ cư xử theo lẽ tư tình, phế trừ hiếu hữu vứt bỏ cha, mẹ, anh em, chẳng hề đói hoài, ngoại trừ chuyện ham muốn điều này ra, mọi chuyện đều mơ màng, không hiểu biết. Do vậy, đối với thê thiếp con cái, chẳng bận tâm kèm cặp răng ngừa, mặc cho chốn buồn theo rối loạn, uế tạp. Đấy là báo ứng âm thầm, vẫn cứ mơ màng, chẳng biết. Đã thế, kẻ hiếu dâm, con cháu sẽ chết non. Hậu duệ cũng lơ thơ suy bại. Cớ sao, vì con cháu chính là sản phẩm tinh thần của ta. Nay đem tinh thần hữu hạn dành hết vào chuyện tìm hoa hỏi liễu vô cùng, ví như dùng rìu đẳng cây, nhựa cây đã cạn, quả trái ắt cũng tiêu rùng. Tinh thần của chính mình còn bãi hoải, chẳng trọn đủ, mong chi tập trung nơi thân con cái. Vì thế sanh con ít ỏi, yếu đuối là chuyện đương nhiên. Dầm căng của cha mẹ chẳng dứt, thân con bậm thọ khí chất cha mẹ nói chung đều chẳng ra gì, lại truyền dòng nói giỏi, đã bạc nhược, lại càng bạc nhược hơn, rốt cuộc dòng giỏi tuyệt diệt, đó là chuyện xứng hợp lẽ thường, ương họa dữ dội vì dâm kể sao cho xiết. than ôi, con người thọ được mấy chốc, trăm năm chớp mắt đã qua, dẫu chẳng đói hoài danh tiếc, không tiếc thân mạng, sao không nghĩ tới cháu con, chẳng mưu tính chuyện phụng thờ tổ tông, nếu biết nghĩ suy, ác sẽ hối hận chẳng xuể vui sướng nỗi gì mà vẫn mong theo đuổi dục vọng đến nỗi ni tăng quá phụ con sen chị ở ả đào kỹ nữ những kẻ ấy đều có mối liên quan ràng buộc đến danh phận và gia đình ta càng dễ thấy rõ chẳng cần phải rườm lời người có chí ắt lấy thanh tịnh làm nền tảng giữ lòng thành kính kiên nhẫn giữ gìn lập chí quyết liệt giữ tâm bất động Hồng bồi dưỡng đức hạnh của chính mình, hết thảy những sách vở dụ người sụp bẫy, xúi dục lòng dâm đều giao cho ngọn lửa mạnh, hồng tạo phước cho dân đen trong thiên hạ, bạn ác dâm đảng hãy xa lánh chẳng giao du, thay đổi cái tâm hiếu sắc, gom góp tinh thần, mong cầu làm chuyện hữu ích, sẽ thấy có danh nào mà chẳng lập, có lợi nào mà chẳng đạt được, ngũ phước bất tận, rốt cuộc sẽ trọn đủ nơi thân ta tôi khuyên lơn như thế đó. Uông Châu Thứ nói, trong các ác nghiệp chỉ có sắc là dễ phạm nhất, khiến cho đức hạnh bại hoại, chuốt lấy tai họa, cũng không gì hơn được chuyện này. Hãy thường nghĩ tới câu vạn ác dâm vi thủ, muôn điều ác dâm đứng đầu. Trong thế gian ác nghiệp vô cùng, cỡ sao cô dâm là nghiệp nặng nề nhất. Ấy là vì dâm niệm vừa sanh, các niệm xấu ác đều khởi nếu như tà duyên chưa hội đủ, vì cái tâm huyễn vọng đã sanh, do nhận thấy không có cách nào dẫn dụ kẻ khác, tâm bèn bày mưu tính kế. Nếu gặp đôi chút trở ngại, bèn sanh lòng sân hận, dục tình điên đảo, sanh tâm tham luyến, do hâm mộ những gì người khác đang có, bèn sanh lòng ghen ghét, đoạt người yêu dấu của người ta, sanh tâm sát hại, chôn sạch liêm sĩ, luân lý sức mẻ. Đủ mọi ác nghiệp do vậy mà dấy lên, các thứ thiện nguyện do vậy tiêu mất. Vì thế nói muôn điều ác, dâm đứng đầu, hãy dâm tâm giấy động, dẫu chưa thật sự làm chuyện ấy, đã chắc chứa tạo tác ác nghiệp như thế. Huống hồ những kẻ công khai thực hiện chẳng biết nể nang ư. Cõi đời có bậc thiện nhân trung hậu, nhưng thân thể về sau chẳng khá, hoặc bậc văn nhân tài hoa, suốt đời nghèo túng, thất vọng nguồn bệnh đều do lẽ này, nay muốn đoạn trừ căn bệnh ấy, hãy nên trong lúc giấy niệm chặt đứt gốc bệnh. Thái thượng cảm ứng thiên chẳng quở, tư mỹ sắc, sở hữu người có sắc đẹp, mà nói kiến tha sắc mỹ khởi tâm tư chi, nghĩa là thấy người khác có sắc đẹp, giấy tâm gian diếu, ấy là vì chỉ giấy lên cái tâm ấy, tội đã chẳng thể trốn được. Giết người chỉ ảnh hưởng một thân, gian dâm cùng người khác, độc hại đến mấy đời. Không chỉ chồng người ấy mang tiếng chẳng biết trong chừng vợ con, mà suốt đời còn khó thể ngẩng đầu, trên là bố mẹ chồng, dưới là con cái. Chẳng ai không xấu hổ, mặc ủ mày trao, đau thấu tâm can. Cũng có khi chồng giận giết vợ, cha vì giận mà giết con gái. Thậm chí vì chuyện ấy, tuyệt đường con cái của người khác, chấm dứt dòng dõi của người ta. Cũng nên nghĩ, sướng vui thoáng chốc, đạt được những gì vô duyên vô cớ đẩy vợ con nhà lành vào hầm lửa chẳng màng trong cõi âm sẽ có báo ứng rành rành sao mà tấm lòng tàn nhẫn quá sức vậy người ở quá quyết dự tiết hạnh vốn do một điểm trinh tâm quỷ thần kính ngưỡng nay do mày đi mất lại khiến tâm người ấy dao động chẳng còn giữ nổi mình tiết hạnh khổ nhọc gìn giữ trước kia chốc lát mất sạch tội ác dụ dỗ ấy to lớn cùng cực chẳng có gì to hơn đến nỗi chốn khuê các tan hoang chẳng màng tiếng xấu đồn khắp mọi người cùng ghét bỏ dẫu có người xin cưới thường là sẽ bị lộ chuyện bị nhà chồng đuổi về cha mẹ nuốt thẹn anh em đeo nhục do vậy có người phẫn uất nguyên sinh hoặc vì uất ức mà tổn thương thân thể có oán cừu gì với người ấy mà cứ phải làm chuyện hại người hại mình vậy thay. Phụ nữ há biết lẽ cao xa, hoặc do yêu mến, hâm mộ nhất thời, bèn nguyện kết vầy loan phụng, hoặc do trẻ tuổi, thiếu hiểu biết, siêu lòng trước những lời dụ dỗ xấu xa, đáng thương ngọc trắng không tì vết, bỗng bị lấm lem. Về sau dẫu hối tiếc suốt đời, nỗi dâm ô một thở chẳng có cách nào gột rửa. Cũng có kẻ do một phen nhớm bẩn, bèn đánh mắt liêm sĩ cả đời cam bề đọa lạc nói đến chỗ này đúng là nguội lạnh tấm lòng vì thế bậc quân tử thời cổ tuy nữ nhân nắm tay áo chèo kéo hoặc vén màn kề cận không ai là chẳng nghiêm trang cự tuyệt đẩy lùi cơn sóng cuồng loạn mê đắm của ả mày ngài khéo léo chỉ bày căng buồm gấm dẫn về bến đào nếu có thể giữ lòng thơm thảo giữ vẹn trinh tiết cho người nữ ấy Đấy cũng chính là do tổ tiên mấy đời gia hộ khiến cho người nữ ấy được hưởng ân trạch sâu dày của bậc có lòng nhân. Đối với con sen tớ gái, chủ nhân dễ làm chuyện gian dâm nhất. Chẳng biết những hạng người ấy vốn là lương dân, bắt quá do gặp hoạn nạn mà phải khuất thân làm tôi tớ, do nghèo hèn mà tự bán mình. Hiềm rằng đã làm thân tôi mọi, chủ nhân lại nở lòng dở trò gian dâm, rối loạn phẩm tánh của họ ư. Huống chi nếp nhà chẳng nghiêm, gia đạo bất hòa, phần lớn đều là do chuyện này, hoặc là vợ ghen tức, đánh đập tới gái đến nội tổn thương sanh mạng, hoặc là kẻ tôi tớ hung hãn cắn ngược lại chủ, hoặc cha con do chẳng hay biết mà cùng lấm chung bụi trần hoặc anh em cùng mê muội chung chạ với một nàng hầu quả đáng hơn nữa mặc kệ ruột thịt máu mũ của mình vắt vưởng trong hàng tôi tớ. Còn cháu đời sau chẳng hay biết Lầm lẫn làm chuyện ô nhục, tạo thành nỗi nhục loạn luân, mang tiếng là chủ tớ sai khác. Bên trong thật ra là anh em họ hàng, thường phong bại tục, chẳng nở nói nổi. Lại có kẻ giả vờ ham thích học Phật, để dụ dỗ kẻ bóng sắc trong chốn không môn, dám ô uế đắc Phật, bại hoại sự thanh tu, so với sự dâm ác tầm thường, tội lỗi này chắc chắn nặng gấp trăm lần. Lại có hạng người cuồng si khác, săn lùng nam sắc, bề ngoài đội danh nghĩa bạn bè, trong ngầm mưu tình chồng nghĩa vợ. Họ do thấy mọi người coi thường, tự nhủ ta cũng chẳng phải là kẻ chánh trực, cần gì bận tâm, còn có những kẻ kém hèn hơn nữa, cợt nhã bọn kép hát trẻ trung, xuồng xả cùng lũ đầy tớ đẹp trai, tâm bị dục vọng nhiễu loạn trong ngoài chẳng phân biệt ta đã dẫn nước vào nhà kẻ khác sẽ thừa dịp gió thổi mà phóng hỏa khi ấy sẽ có những chuyện chẳng thể dự liệu được kẻ khác thì la cà chốn thanh lâu tự xưng là chuyện phong lưu tao nhã chẳng biết thân gái làng chơi hạ tiện họ phô bày trăm kiểu ôn nhu không gì chẳng là lưỡi câu mồi ngon vây hãm con người hãy bước vào đó người tộc bậc thông minh cũng bị mê hoặc đến nội tâm trí rối loạn bỏ mặt nghề nghiệp chánh yếu phá sạch gia sản dấn mình vào bọn lưu manh huống hồ gặp phải người nữ mắc bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh hoa liễu lây nhiễm cho mình rụng lông mày mất mũi đau đớn khó thể chịu đựng há chẳng chỉ hổ thẹn với bản thân lại còn bị vợ con chán ghét dẫu được lương y chữa trị giữ vẹn tánh mạng nhưng chất độc đã thương tổn tận ruột, đa số là đến nỗi chẳng thể sanh con đẻ cháu, dẫu có sanh nở nhưng do chất độc từ trước đã quá nhiều, đứa con thường sanh ghẻ nhọt lạ kỳ hoặc bệnh đậu nguy cấp đến nội chết non vì thế dòng dõi tuyệt diệt hối làm sao kịp ông nhan quang trung nói lòng dục của thiếu niên có chỗ nào chẳng thấu tới ví như kẻ ham hố ăn uống càng phóng túng càng cuồng loạn tận lực khắc chế giảm bớt ắt thối tham ăn sẽ giảm nhẹ lại có những kẻ mặc tình bày ra tà thuyết hòng cổ vũ lòng dục họ bảo chẳng phải là bậc nam tử thông minh sẽ không thể hiếu sắc chao ôi chim cúc bương bả tìm bạn tình cáo uốn éo mong được yêu thương những loài đó làm như vậy chẳng phải là do tánh tình thông huệ buông lung lòng dục của ta làm chuyện vô lễ có khác gì cầm thủ hay chăng đã thế đứa thiếu niên bậc anh tài làm chuyện ô uế gái nhà lành ắt gặp họa cõi âm sai người truy sát đáng sợ do cậy tài mà phóng đảng ắt phải sầu cửa nhà hao tổn bệnh tật nguy ngập săn lùng nam sắc ắt khiến cho kẻ khác tội nhục mà phẩm hạnh của chính mình cũng bại hoại đáng thẹn làm thế nào để dần dần chịu đựng dần dần kiên ngừa hồng giảm bớt những nỗi đoạn trường tích tập một vài âm đức, những kẻ đề sướng tà thuyết mê hoặc người khác, ác tội ngang ngửa với những kẻ dâm loạn ấy. Trước nay chống tình dục phóng túng, dẫn dắt dâm tà, không chi hơn nơi thành thị, tụ tập tán gẫu, không gì chẳng bàn đến chuyện gái gú, vầy đoàn la cà phố hoa ngõ liễu, nếu có nữ nhân vô ý liếc mắt, liền bảo họ đa tình, giữa đường dập gỡ, liền khoe là kỳ ngộ, coi trộm ngọc cấp hương là chuyện vui thú, xem bại hoại luân thường, tổn thương phong hóa như chuyện bình thường, sách động thành phong trào, chẳng hề mảy may kiên dè, chẳng biết tâm vô nhị dụng, mê mang xây hoa đắm liễu, ắt phế bỏ chuyện kiếm sống. Do vậy, kẻ kinh doanh vốn liếng dần dần tiêu tán, kẻ làm công cho người khác khó giữ mãi kế sinh nhai. Đã thế, cái nhân ác ngày càng chắc chứa, tội lỗi oan nghiệt ngày càng thêm sâu dày, hậu quả rõ rệt là nhà cửa suy sụp, phá sạch tài sản, uổng công nhọc dằn bương chảy nơi phố thị, hậu quả ngấm ngầm là bớt lọc, giảm thọ, mất sạch vinh hoa sẵn có trong màn hệ lụy lớn thì là cha mẹ không nhờ cậy được, gan đau ruột nứt, nhỏ thì thân bại danh liệt, lưu lạc, đáng than thở thay, thậm chí chuyện gian dâm bại lộ, gặp phải kẻ hung tàn, cái thân bảy thước trong khoảnh khắc làm quỷ dưới ngọn đao hiềm rằng tai họa do dâm vật đã rành rành hễ nói động đến bèn có kẻ chê bai nói chuyện viễn vông cam tâm dấn thân vào phường bại hoại trước mặt lũ hậu xanh trẻ dài người đời ưa nói chuyện dâm ô coi đó là chuyện vui cười nào biết lũ chúng nó non trẻ chẳng hiểu biết không biết lẽ lợi hại nghe những chuyện ấy dục niệm bừng bừng Do vậy phá hỏng tấm thân thiên chân chưa phát triển trọn vẹn, khô kiệt tủy chưa tròn đầy, đến nỗi yếu đuối thành bệnh, thậm chí chết non, họa hoạn suốt đời. Đúng là do kẻ chung quanh cổ vũ mà nên nổi. Ôi! Chẳng thể dùng lời lẽ chánh đáng để uống nắng, răng nhất bọn thiếu niên thì đã chẳng phải là bạn tốt, lại còn hùa theo chỉ vẽ bọn chúng, theo hướng dâm tà. Địa ngục kéo lưỡi chính là vì bọn người ấy mà kiến lập. Người xưa bảo đọc dâm thư có năm điều hại. Một, trở ngại nghề nghiệp chánh đáng là điều hại thứ nhất. Hai, hao tổn tinh thần là điều hại thứ hai. Ba, loạn tâm trí là điều hại thứ ba. Bốn, hoặc bạn bè mượn xem, ác hại bạn bè, đó là điều hại thứ tư. Năm, hoặc con cháu lén xem, sẽ hại con cháu, đó là điều hại thứ năm nói chuyện dâm uế có ba tội một phô bày điều xấu của kẻ khác hai tổn thương đức hạnh của chính mình ba khinh nhờn trời đất thần minh nếu có thể dùng thân làm gương hướng dẫn chúng sanh hoặc gặp kẻ đọc những sách tệ hại kể chuyện tư tình nam nữ hãy nên viện dẫn quả báo do trinh lương hay dâm tà hồng khuyên bảo hết thảy hoặc gặp chỗ đông người bèn thuộc lời chánh trực hoặc trong phòng kính ra rã khuyên can chẳng sợ bị châm chọc, chẳng nề hà kẻ khác chê cười hủ bài, mềm mỏng khuyên bảo, ác trong trăm ngàn người sẽ có kẻ được hưởng lợi ích. Gần đây, kẻ buôn bán tiểu thuyết dâm đảng ngoài phố rất nhiều, phàm những lời dâm uế khó thể chịu nổi, chẳng thể thốt nên lời, đều công khai viết thành sách, được coi là tác phẩm tao nhã. Không tác phẩm nào chẳng tả chuyện lén lút hẹn hò, toàn những chuyện ô danh thất tiếc sau đấy những kẻ phóng đảng trong các tác phẩm đó đâm ra lại vinh hiển đoàn viên tả những chuyện thối tha trong chốn buồn the thành chuyện chẳng có mảy may nào đáng trách kẻ khuê nữ vô tri lầm tưởng những thói bại hoại ấy là chuyện tao nhã của hàng tài tử gia nhân vì thế mất trinh thất tiết điểm nhục gia phong vạn năm khó thể gột rửa đến nỗi khơi gợi những thói xấu nơi bọn trẻ nhỏ chưa dậy thì khơi dậy lòng hâm mộ của bọn dân quê đủ mọi nỗi họa hại chẳng thể nói tròn lại còn có những tranh ảnh dâm tà càng là phương tiện dẫn dắt lòng dâm những thứ ấy đều là những thứ gieo nọc độc vào lòng người nặng nhất người có quyền lực có chức vị kiểm soát ngôn luận nếu có thể thật sự cấm chỉ nghiêm ngặt hủy sạch mọi bản in sẽ giúp ích cho phong hóa chẳng cạn đâu nhé. Ông Châu Thiện ở Lạc Phố nói, niềm vui thọ chốn khuê phòng vốn chẳng phải là tà dâm, vui vầy cùng thế thiếp, tuy chẳng có hại hoặc trở ngại gì, nhưng trở nên thỏa thích quá độ, trở nên phóng túng lòng dục, buông thải dục tình sẽ thành họa hoạn. Vui đến tột cùng, ác sẽ sanh buồn, cổ nhân đã dạy như vậy. Con người tinh lực hữu hạn dâm dục vô cùng đem tinh lực hữu hạn dâng cho dâm dục vô cùng chẳng trách tuổi còn non trẻ thọ mạng đã đứt ngang người chưa già cả thể lực đã suy sụp trước huống chi mang phận con người trên phụng dưỡng cha mẹ dưới nuôi nắng vợ con nổi theo lẽ lớn thì có công danh sự nghiệp nhỏ hơn là phải gánh vác sản nghiệp chi dụng trong nhà những điều ấy có mối quan hệ chẳng cạn thế mà bỏ mặt đó, chẳng màng hỏi tới, tham tiệt tùng, hoang lạc chốc lát, chẳng đói hoài nỗi lo sầu, nguy hiểm mai sau. Thật sự là cái tâm gì vậy? Hơn nữa người ít ham muốn, ác đông con trai, kẻ tham dâm thường chẳng có ai nói giỏi, bởi lẽ tinh lực suy vi, bạc nhược, khó thể sanh con. Do vậy đến nỗi con cái lơ thơ hiếm muộn, thậm chí tuyệt tự, chẳng có kẻ nói dòng, đấy là họa hại của kẻ tham đắm dục sự nỗi sao cho xiết châu tư mẫn nói con người sống trong vòng trời đất trở thành bậc thánh hiền hào kiệt đúng là những chuyện nên làm nhưng tinh thần cần phải trọn đủ 10 phần thì mới hoàn thành sự nghiệp 10 phân vẹn 10 nếu chẳng biết tiết dục giữ vững tinh thần dẫu có chí hướng tâm lượng tột bậc nhưng do tinh thần tối tâm sức lực mệt mỏi chưa hề có kẻ nào chẳng bỏ cuộc giữa chừng, lửa dục thiêu đốt, tinh tủy dễ cạn, vì thế đến nỗi giảm mất thông minh, trí lực kém hẳn, vốn là kẻ hữu dụng, chẳng đầy mấy năm, trở thành hạng phế nhân vô dụng, lại còn dần dần tạo thành bệnh lao, bởi lẽ chẳng cần phải thường gần gũi nữ sắc, chỉ ngay trong lúc ở một mình, hãy một niệm xoay chuyển tơ tưởng dâm sự, đã thừa đủ để chôn vùi đời này vì thế tôn chân nhân nói mạc giao dẫn động hư dương phát tinh kiệt dung khô bách bệnh xâm nghĩa là đừng nghĩ vẫn vơ dương khí uổng tinh cạn mặt khô trăm bệnh xanh là nói đến đạo lý này vậy sắc là cửa ải khó vượt bậc nhất của lũ thiếu niên chẳng phá được cái ải ấy dầu cho tài cao tuyệt học đều chẳng có cách nào dùng được bởi lẽ muôn sự lấy thân làm gốc sở dĩ cái thân máu thịt có thể tồn tại lâu dài trong cõi đời là do tinh khí huyết huyết là âm khí là dương âm dương ngưng động thành tinh tinh chứa trong tủy xương trên thông đến tủy hải dưới thấu đến vĩ lư là món quý báu nhất trong thân người vì thế nước thiên nhất chẳng cạn tai mắt lanh sáng chân tay thân thể khỏe mạnh như nước thấm nhường vật trăm vật đều tăng trưởng lại như dầu duy trì ngọn đèn, dầu chẳng cạn, ắt đèn chẳng tắt. Vì thế bậc tiên nho coi tâm hỏa giáng xuống, thận thủy thăng lên, điều hòa lẫn nhau thì mới có thể dưỡng sinh. Bởi lẽ lửa nơi tâm là quân hỏa, lửa đứng đầu trong các thứ hỏa nơi thân, lửa có tánh nóng bốc lên, thường thừa dịp huyết khí chưa định mà dâm niệm hừng hực dấy lên, hệ quân hỏa vừa động ắt can hỏa, lửa nơi gan và thận hỏa đều đồng. Thận thủy bị nung nấu, tiết ra ngoài, cạn kiệt bên trong. Nam tử 16 tuổi đã có tinh khí, cổ nhân quy định ắt phải sau 30 tuổi mới cưới vợ. Đấy là nhằm giữ cho gân cốt cứng cỏi, giữ gìn nguyên khí. Hơn nữa, huyết khí phần nào đã định cũng chẳng đến nỗi như bọn thiếu niên tự hao tổn vầy. Lũ trẻ gần đây kết hôn quá sớm, gần cốt chưa vững vàng, nguyên thần hao tán, kẻ chưa lập gia đình mà trước hết đã trừ bỏ căn bản này. Đứa đã cưới vợ rồi, càng ra sức đẳng chặt mầm móng, chẳng đầy mấy năm, tinh huyết tiêu vong, eo uột, chẳng thể phấn chấn nổi. Tuy vẫn mang hình hài con người, đã hoàn toàn ghi tên trong sổ quỷ. Do vậy, con em bất tài, cũng là vì cha anh chẳng dạy nay vì họ lập ra ba nguyên tắc lớn chính là một siêng năng làm việc để cái tâm bận biểu hai nam nữ cách biệt hồng ngăn ngừa họa hoạn ba giao du thận trọng để chấm dứt chuyện bị bạn bè xấu xa dụ dỗ mê hoặc như thế thì trong ngoài đều cùng tu đức nghiệp mỗi ngày mỗi tiếng trách nhiệm của cha anh cũng trọn vẹn muốn kiên hạnh giam ô ắt phải bắt đầu bằng kiên ngừa dâm niệm hãy dâm niệm dấy lên ắt dâm hạnh sẽ thuận theo như vậy dùng điều gì để khống chế chính là đừng thân cận bạn tà đừng vào chốn tà vậy đừng đọc sách dâm tà đừng nghe lời tà vậy bởi lẽ hãy thân cận bạn tà ắt bạn tốt ngày một lơ là tự nhiên sẽ tiêm nhiễm những lời dẫn dụ làm bậy dần dần trở thành kẻ hạ lưu, phóng túng, hoang đàn, không chuyện gì chẳng làm. Hãy vào chúng tà vậy, khó giữ chánh niệm, tự nhiên tâm háo hức, chẳng giữ vững được, phóng túng khoảnh khắc, hối hận suốt đời, nói nghĩ đến đây, chẳng đáng răng dè ư. Còn như sách tà dâm, lời lẽ tà vậy, bất quá là trò du hí của văn nhân và những lời lẽ cợt nhã của lũ người rảnh rỗi. Bọn họ muốn viết thành một câu chuyện, tự nhiên nói đến kết cục đoàn viên đẹp đẽ toàn là những lời lẽ bịa đặt dối trá há nên tin là chân thật ư nếu nghĩ đôi khi xem đọc cũng chẳng sao há có thể lay động ta ư những tà niệm ắt sẽ ngấm ngầm tăng trưởng âm thầm bị hại mà không hay biết nói chung cách để giữ thân không chi bằng ngăn ngừa trước chớ nên tự lơi lỏng chút nào thà bị kẻ khác cười chê ta là kẻ chấp trước ngay ngốc, cho nên tự cho mình là hạng viên thông. Nếu thường ngày chẳng tự giữ gìn bản thân rất nghiêm, làm sao bảo đảm lúc gặp chuyện sẽ không thất thố. Triệu Hồng Bảo nói, tiết chế sắc dục, nói dễ dàng, chưa chắc làm được. Một niệm vừa sơ sẩy, lỡ bị chìm đắm sẽ khó thể quay lại. Mỗi niệm đều phải kiên nhẫn, ngay trong khi cảnh đột ngột thay đổi mà vẫn có thể giữ vững ý niệm chỉ có cách là trong thường nhật hãy thường xem giáo huấn của những bậc tiên triết đặt những câu cách ngôn của họ quanh chỗ ta ngồi giữ tâm thanh tịnh ít ham muốn đối với lễ nghĩa pháp luật nhân quả hãy tin tưởng chắc thật chẳng ngờ vực ngẫu nhiên tà niệm giấy đồng hãy lập tức thống thiết đoạn trừ làm được như thế đối trước cảnh sẽ có thể tự dũng mãnh tỉnh ngộ còn như trong lúc nam nữ giao tiếp, hãy tận lực tránh xa những điều tị hiềm, buộc dép trong ruộng dưa, chỉnh mũ dưới gốc mặn. Dẫu là kẻ hết sức thân thiết sâu đậm, nhất định là cần phải phân định trong ngoài rõ ràng. Mỗi lời nói, mỗi tiếng cười trở nên cậu thả. Vọng tâm sẽ tự nhiên chẳng bén mầm nữa. Đấy chính là phương pháp sửa đổi, gạn lọc tận nguồn gốc vậy. Phạm nhân dễ bị xa chân sảy bước, nhất khi đối trước nhan sắc xinh tươi, trong khoảnh khắc bỗng dưng khó thể kiềm chế cái tâm ham muốn, hãy thử nhắm mắt, chẳng dòm, giữ cho tấm lòng chẳng loạn. Bắt quá có thể giữ vững ý niệm trong giây phút đó, sẽ vì thế mà có thể đổ đạt cao, có địa vị vinh hiển, vẻ vang cha ông, để lại phước cho con cháu. So với những kẻ nửa đời vẫn đèn xanh, quyển vàng, và những kẻ tích lũy công đức theo kiểu khác, phương pháp tích đức bằng cách khắc chế lòng dục sẽ là đỡ tốn sức mà công to. Sao lại khổ sở vì sự hoang lạc trong khoảnh khắc vứt bỏ công danh suốt cả một đời, chuốt lấy sự độc hại suốt kiếp, nếu chẳng kiềm chế nghiêm ngặt, phóng túng tình ý, rốt cuộc kẻ phấn trắng mày xanh, chớp mắt đã thành không, nhưng ta do vậy mà giảm thọ, giảm lọc mất mạng, lại còn mạng đáng hưởng phú quý, do dâm tà mà đổi thành bằng tiền. Đáng nên có con, do bị trừng phạt nên không có người nói giỏi. Vợ con mắc phải báo ứng dâm dật, con cháu bị báo ứng khốn cùng, đủ mọi nội ác nghiệp, chẳng phải chỉ có một. Ôi, có hối thì đã muộn màng. Người hiện thời trong cuộc sống thường nhật đều chẳng biết cẩn trọng đối với ngôn ngữ hành vi, hoặc là vợ chồng cợt nhã, giỡn hớt trước mặt con cái, hoặc nuôi tiểu thiếp bôi son cát phấn hoặc bỏ mặt vợ rong chơi bên ngoài hoặc tôi tớ phạm lỗi gian dâm chẳng nghiêm cấm đủ mọi lẽ không nghiêm túc lấy gì để giữ yên nhà cửa nếu bớt ham muốn giữ tâm trong sạch nói cười chẳng cẩu thả trong ngoài phân định rõ ràng phòng ngừa đúng pháp trong chốn khuê môn đối đại cung kính với nhau như khách sẽ chẳng khiến cho người khác yêu kính ư diêu đình nhược nói người đời nay chỉ riêng mình không dâm sẽ chỉ thành tựu sự nghiệp của chính mình sau bằng một khuyên mười mười khuyên trăm trăm khuyên ngàn vạn lại còn truyền bá đến đời sau vô cùng để cùng chứng thiện quả ư giống như vải hạt giống một thân hạt rơi xuống đất thâu hoạch tính bằng thạch gieo vô cùng xanh trưởng cũng sẽ vô cùng nhưng cần phải xiên gieo đừng bỏ ruộng hoang lại như thắp đèn truyền nhau. Một ngọn đèn đã thắp, ngàn ngọn đèn sẽ đều được thắp. Đèn vô lượng, hoàng minh cũng vô lượng. Nhưng đèn ấy phải do ta truyền tiếp tục thắp sáng. Đừng vì ta mà diệt, chỉ sợ kẻ chẳng thật tâm gắng sức khuyên lơn mà thôi. Nếu nói khuyên người ta, người ta chẳng thuận theo để rồi không làm, tức là giống như gieo hạt. Nhưng hạt chẳng xanh, truyền đăng mà đèn chẳng sáng, có lẽ ấy hay chăng? Vương Đại Khế hỏi liên trì Đại Sư, đệ tử tự xem bài văn giới xác của Thầy, bèn ăn chay trường, chỉ có điều sắc tâm hừng hực, chẳng thể diệt trừ. Xin Thầy hãy phương tiện răng dày khiến cho con quán tai họa của dục lạc, cũng thê thảm giống như sát sanh. Sư đáp, xác là chuyện đau khổ, vì thế dễ diễn tả tình trạng thê thảm. Dục là chuyện vui, nên khó thể diễn tả nỗi thảm khóc nay tôi nêu một thí dụ công khai bỏ thuốc độc trong thức ăn dở tệ đó là nỗi thảm độc của xác ngắm ngầm bỏ thuốc độc trong thức ăn ngon đấy là sự thảm độc của dục người có trí suy nghĩ sẽ hiểu rõ phàm nhân hãy thấy sắc đẹp bèn giấy tà dâm các thứ ác tâm đều xanh ác tâm xanh lương tâm chết ngắt chỉ có điều khi tà niệm đột ngột phát khởi chẳng thể khống chế hãy nghĩ đến một chữ chết hoặc nghĩ thân mình đang gặp chuyện hoạn nạn, khó khăn, tà niệm ác sẽ nhạt bớt rồi ngưng dứt. Nếu không, hãy nghĩ người nữ ấy sau khi chết đi, thịt rửa xương mục, hồi thối chẳng thể gần được, sắc tướng trước mắt không gì chẳng phải là huyễn cảnh, ác sẽ giật mình tỉnh ngộ. Nếu không, hãy nghĩ ta do yêu thương cô này mà hủy hoại danh tiết của cô ta, tức là ta nhơ bẩn như phân đất, giữ vẹn danh tiết cho cô ta danh tiếc ấy quý như châu ngọc hãy nên thương xót thành toàn cho cô ta do càng yêu thương càng chẳng nỡ lòng ô uế cô ta như thế ắt sẽ sanh lòng kính trọng nghiêm túc nếu không hãy nghĩ ta do mong cầu hoang lạc chốc lát mà hao tổn công danh giảm mất phú quý giảm bớt thọ mạng của chính mình không kẻ nói giỏi thanh danh bại hoại đều do vì chuyện này như thế ắt sẽ mạnh mẽ tỉnh ngộ nếu không hãy nghĩ, cái tâm hổ thẹn ai nấy đều có, phụ nữ thất tiết chỉ vì mê mùi nhất thời. Tới khi bị cha mẹ, anh em chán ghét, bị bố mẹ chồng và chồng ghét bỏ, bị sớm giềng thân tộc chê cười, sẽ thường hối hận không kịp, ngậm oán hờn mắc mạng, hoặc do chung đụng bừa bãi mà đọa thai, mẹ lẫn con đều chết, oan hồn trong chốn tối tâm há chịu bỏ qua, kẻ đầu sỏ gây ra nỗi oan nghiệt ư. Nghĩ như thế, ác sẽ hoảng hốt, kinh sợ, nguội lạnh lòng dâm. Nếu vẫn chưa được, hãy nghĩ. Nữ nhân gian díu sau lưng chồng, tức là hạng phụ bạc, nhẫn tâm. Quá mức tàn độc đối với chồng, còn nói chi đối với người ngoài ư. Hãy nên coi kẻ nữ ấy như xài lan. Xem như rắn rết, coi như quỷ sứ câu hồn, coi như oán gia đời trước như thế ác sẽ kinh sợ kiên dè trong thấy con gái của người ta hãy nghĩ nếu dâm loạn cô ta sẽ giống như kẻ ác xâm phạm con gái của chính mình trong thấy vợ người ta phải tưởng như sợ kẻ khác dâm ô vợ mình ai nấy lúc vừa mới đồng niệm hãy tự răng nhắc sâu xa ta dâm loạn vợ con người ta nếu vợ con ta cũng bị kẻ khác dâm ô thì biết làm sao vừa đối diện nữ nhân bèn tưởng như vậy cái tâm tà dâm ấy sẽ tự nhiên diệt mất đấy chính là món thuốc dập tắt lửa dục vọng nhanh chóng nhất hơn nữa xâm phạm con gái người ta có bao giờ con gái của chính mình chẳng bị kẻ khác xâm phạm ô nhục vợ người ta vợ mình có bao giờ chẳng bị kẻ khác vấy bẩn chẳng cần phải tìm bằng chứng từ thời cổ Hãy xem khắp những chuyện báo ứng trong thời gần đây, sẽ thấy đạo trời đúng là chẳng sai mảy may. Thấy những kẻ dâm dật đã phải chịu báo ứng, ai nấy đều như thế, sẽ biết kẻ dâm loạn mà chưa bị báo ứng, ai nấy rồi cũng sẽ như thế. Thơ cổ có câu, khuyến quân mạc tá phong lưu trái, tá đất khoái lai hoàng đất khoái, gia trung tự hữu đại hoàng nhân, nhị yếu lại thời tha bất lại nghĩa là nợ phong lưu khuyên chàng chớ mượn mượn đã nhanh rồi trả chóng hơn người nhà sẽ phải nai lương chịu anh muốn khoan đền họ chẳng dung lời ấy chí lý thay gọi tỉnh chẳng ít những kẻ đang xây mộng ngô trạch văn nói con người sau khi được thừa hưởng khí chất từ cha mẹ sẽ thành hình điều quan trọng nhất không gì bằng sanh mạng nhưng nếu chưa thể dưỡng sanh làm sao biết bảo toàn sanh mạng cho được đã biết bảo toàn tánh mạng sẽ có thể dưỡng sanh. Đấy là nguyên lý chẳng thay đổi. Lòng người gần đây chẳng bằng thời cổ, phong tục mỗi ngày một tệ hơn. Trong những cái gây tàn hại nặng nề nhất đối với sanh mạng của con người, không gì to bằng sắc. Sắc ví như đau bén, chạm đến sẽ bị tổn thương. Sắc ví như chất độc từ chim trắm, uống vào, ắt tiêu đời. Tuy nam nữ kết hôn, chẳng trái nghịch nhân luân, nếu chẳng biết đến nghĩa lý tiết chế tình ái, nỗi sầu mất mạng vẫn ẩn trong đó. Nhưng người đời cứ thấy là chuyện ngọt ngào, khoái lạc, cứ buông lung, chẳng biết tiết chế là vì lẽ nào, ấy là vì trước đó đã quên mất cái tâm đạo đức, ý niệm tà dâm bèn do nhân duyên mà dấy Đang độ tuổi thiếu niên, khí huyết sôi nổi, đắm mến những thói phóng đảng vô lại, thường tiêu mòn tinh thần hữu dụng trong tay đàn bà con gái chẳng hề tiếc nuối, thậm chí coi chuyện khoét vách trèo tường là chuyện hay ho, ngủ lang nơi tiệm ả đào, cặp kè kỹ nữ, tự phụ là hạng phong lưu, thậm chí đối trước vợ con nói bàn chuyện dâm dật, cợt nhã xuồng xả trong chốn khuê phòng. Vì lẽ này gia phong bại hoại, kỹ cương luân thường, vùi lấp trong sắc dục, để tiếng xấu khắp trong ngoài, nhưng kẻ ấy vẫn ngỡ là vui, chẳng nghĩ là khổ. Cho tới khi chìm đẫm đã sâu, tinh khô tủy cạn, kẻ có chí khí do đó mà đọ lạc, tai mắt bởi đó mà lò điếc, hình hài do đó mà cầm cõi, nhân cách bởi đó mà thấp hèn, hết thảy các bệnh hư nhược, bại sụi lại thừa dịp đó mà sanh, đến nỗi một thân sự nghiệp vô cùng, hy vọng không chi to hơn, thảy đều tiêu tán, chẳng còn chi nữa rốt cuộc mất mạng đang độ tuổi trung niên, ghi tên trong sổ quỷ, hoặc là chết chẳng yên thân, hại đến con cháu. Thấy điều là do lỗi lầm chẳng biết tiết chế sắc dục. Đúng là đã coi sanh mạng như trò đùa vậy. Con người đối với tiền tài, dẫu là mối lợi nhỏ nhặt vẫn so đo, tính toán trăm kế để tranh giành, đã cân nhắc thâu nhập để quyết định chi tiêu, vẫn sợ thiếu hụt. Có kẻ nào ăn xài phung phí chẳng biết chừng mực sẽ bị mọi người chỉ trích là đứa phá của. Ôi, tiền bạc là thứ có được từ bên ngoài vẫn trân trọng giường ấy, còn như tinh dịch đáng quý chẳng được đặc biệt coi trọng như tiền tài. Sự tàn hại của dâm dục chẳng hề nhỏ nhoi, tiền của đã hết, ắt nghèo túng, tinh đã hết, ắt chết tươi, thế mà cứ mặc lòng phóng túng dâm dục, chẳng biết tiếc nuối mảy mây một mai tinh cạn tủy khô nước cạn lửa hừng thuốc than vô hiệu hối hận thì đã muộn mắt rồi ông tô đông pha nói chuyện gây tổn thương sanh mạng chẳng phải chỉ có một nhưng kẻ hiếu sắc ắt phải chết thân con người dùng thần để chế người khí khí hóa thành tinh tinh thần sung mãn tròn đầy thân thể cường tráng đủ sức làm chuyện lớn lao nếu dâm dục vô độ ắt tinh cạn khí hao thần chẳng thể duy trì được sẽ thành bệnh tật chết sớm. Hiểu nguyên do này, há chẳng thận trọng ư. Thân thể da tóc, nhận lãnh từ cha mẹ, chẳng dám hủy hoại tổn thương. Đó là khởi đầu của lòng hiếu vậy Nói đến chuyện hủy hoại tổn thương, há chỉ có nghĩa là gãy tay, gãy chân mà thôi. Giống như một cái cây quý mới mọc, trong lúc nó đâm chồi nảy nở. Ác phải kiên đẳng chặt, sáng bón, tối châm, sau đấy mới hồng nó tỏa rợp bóng. Kẻ đương tuổi dậy thì, gân cốt vẫn chưa vững chắc, huyết khí chưa định, mà đã chôn vùi chân nguyên trước, đến nỗi hình thể khô khao, cầm cõi, tinh hoa tiêu sạch, trăm thứ bệnh theo đó ồ ạt nảy xanh. Đối trước cảnh ấy, cha mẹ kinh hoảng, bối rối, bó tay, chẳng biết làm sao. Ở đây tạm chẳng bàn đến chuyện âm chất thiếu khuyết, hiềm rằng tuổi thọ suy giảm là do tự mình gây tạo oan nghiệt khiến cho song thân ngầm ôm nỗi đau vô bờ cổ nhân mỗi bước đều chẳng dám quên cha mẹ vì thân này là do cha mẹ lưu lại hả nên điếm nhục sự thanh bạch ư hãy điếm nhục thân thể thanh danh sẽ là bất hiếu không chi to bằng kẻ thiếu niên khinh bạc đến nhà thân hữu tự tiện dòm ngó nữ quyến của người ta hoặc nghiêng tai nghe trộm trên đường đi gặp người nữ xinh tươi, dừng chân ngó sững, lặng nhẫn theo đuôi, gạn hỏi tên họ, thậm chí lấy chính những người mà chính mình đã được thấy nghe để mặc sức chồng ghèo bàn tán cùng đồng bọn, thử hỏi cái tâm ấy là cái tâm gì vậy? Ông Cừ Bá Ngọc chẳng lén lúc làm chuyện xấu, tư mà ôm công, suốt cả đời chẳng có chuyện gì không thể nói với người khác. Vậy mà những gã thiếu niên khinh bạc ấy ngay trong lúc ban ngày, ban mặt, ở nơi mọi người dồn mắt trông vào, cứ ngạo nghễ bộc lộ thói xấu chẳng ngại ngần, khinh bạc như thế, lại chẳng coi những vị đoan chánh ra gì, há chẳng khiến cho quỷ thần phẫn nộ ư, nếu trong những kẻ quen biết, có hạng người như vậy, hãy nên sớm tuyệt giao, trở nên thân cận với chúng nó một ngày nào. tất Trung Bảo, thế giới hiện thời ngày càng tối tăm ô trượt, thanh niên nam nữ ngày càng lắm kẻ bại hoại danh tiết, chôn vùi thân thể, suy xét nguyên cớ, đều bắt nguồn từ dâm thư và tranh ảnh dâm đảng, gieo rất nọc độc, trộm xét, mấy thổi gần đây những thứ dâm thư, dâm họa, diễm tình mới ra lò, chẳng thể đếm xiết, mọi cuốn sách ra mắt, chẳng biết sẽ bán cho mấy trăm ngàn người. Những gã tác giả thường nói cho êm tai là xé màn tâm tối, chẳng biết đó là phương cách hướng dẫn ươm ủ dâm đảng chánh phủ đã nhiều lượt nghiêm cấm dâm thư có những kẻ bề ngoài tuân lệnh nhưng vẫn ngấm ngầm bán ra hết sức đáng than thở các thứ ấy được xuất bản nhiều lượt chẳng cùng tặng chỗ nào cũng thấy thiếu niên nam nữ thấy một lục các sách ấy được đăng tải quảng cáo trong báo chí đúng là muôn màu muôn vẻ mô tả hết sức tường tận, nảy ý tò mò mua về xem, chẳng tránh khỏi truyền tay cho bạn bè cùng xem, đến nỗi mắt say tâm mê, thần hồn điên đảo, đứa nhát gan sẽ chẳng dám dễ dãi thử mùi, nhưng thân thể đã vô hình bị hao tổn, đứa bào phổi chẳng thể tự kiềm chế, nếu lỡ xa chân, hệ lụy nhỏ là thất nghiệp, thất học, hao tinh tổn thần. Ba thứ quý báu trong thân người chính là tinh khí thần, nếu căn bản ấy bị mất đi, bệnh tật sẽ nảy sinh, làm sao sống lâu cho được. Hệ lụy to lớn là tan nhà, mất mạng, tuyệt dòng đứt giống, cho đến lúc ấy hối đã chẳng kịp. Phong khí dâm tà, tối tăm ở Thượng Hải vượt xa nơi khác. Thử xem những nơi cắt chứa những thứ dơ bẩn ô uế dẫn dắt con người xa hầm sụp hố. Chỗ nào cũng có, tai mắt bị tiêm nhiễm, kẻ thường ngày ý chí kiên định, tự trọng, vẫn chẳng tránh khỏi bị bạn xấu lôi kéo mà xa ngã. Do vậy tôi nói, sách dâm tranh dâm đúng là lưỡi dao sắc bén giết người. Chỉ nguyện các em, các cháu thanh niên, những thiếu nữ khuê cát, hãy gặp những dâm thư ấy, hãy xé bỏ, hủy diệt, đừng đọc. Gặp những đứa bạn xấu, hãy nghỉ chơi, đừng gặp mặt. Vẫn mong hãy răng nhắc lẫn nhau, đừng dẫn thân vào nguy cơ sát nhân vô hình. Tôi nay đối trước giới xuất bản, giới sáng tác, dập đầu chính lại thưa, ai chẳng có con em, ai chẳng có vợ con, nở lòng để họ lọt vào chốn tối tăm vây hãm trong tử vong, tuyệt dòng đức giỏi ư. Tôi lại dập đầu chính lại trước các vị hiệu trưởng, các vị gia trưởng, những vị kinh lý các nơi thưa, mong các vị hãy chú trọng mọi lúc đều nghiêm ngặt, giám sát, nhiều lượt khuyên dụ, khiến cho các em, các cháu thanh niên thoát khỏi hát ám, tránh khỏi tử vong. Thế nhưng nguyên tắc trừ diệt dâm thư vẫn thuộc về Tây giới xuất bản, giới sáng tác hãy thực hiện đạo đức cao thường trong nghề nghiệp. Nếu chấp thuận ý kiến thiện cần của tôi, hãy phá hủy các bản in sách dâm, tranh dâm, thôi viết truyện dâm tình. Tôi biết con em, nam nữ của họ, ắt sẽ là những đại vĩ nhân, tài đức trọn đủ trong nước Cộng Hòa nếu như bảo trong dâm thư ngầm nổi đến quả báo ác, người xem sẽ có thể tự cảnh giác. Thử hỏi có sách nào mà không ngầm nói đến quả báo, vì lẽ gì chỉ thấy kẻ đọc dâm thư trầm luân chìm đắm. Tôi lại chấp tay, lạy lục những nhà văn viết chuyện diễm tình, những nhà mỹ thuật vẽ tranh khiêu dâm. Các vị tài năng rạng rỡ, cầu gì chẳng được, tội gì tự vấy bẩn mình, khiến cho danh tiếng lừng lẫy bị ảnh hưởng dẫn dắt xã hội vào chỗ hắc ám hãm nhân dân trong tử vong đánh bạc với mối lời nhỏ tí như đầu con ruồi tuy lề thói hiện thời ít nói đến các thuyết âm chất nhân quả nhưng đối với ngũ kinh tứ thư các vị thông sáng xưa nay ai nấy đều nêu tỏ đề xướng há vì thói đời hiện thời chẳng tin bèn bác bỏ cho là không có ư trong các ác nghiệp dâm ác nặng nề nhất khi còn sống sẽ ngấm ngầm vướng lấy các thứ báo ứng giảm phước tổng thọ, diệt tử tuyệt tôn, chết đi linh hồn ác vĩnh viễn hứng chịu đau khổ. Các đồng bào của tôi, lẽ nào mắt trông thấy mà tâm chẳng kinh hoảng ư? Kính xin những bậc trưởng giả từ thiện đất Thượng Hải, nếu chẳng coi những lời thâu lậu này là sai lầm, sẽ hợp lại bàn bạc, trù tính thỏa đáng cách khuyên dạy, không chỉ là tạo phước cho một phương, mà phong thái đức hạnh ấy sẽ khiến cho mọi người khắp nơi đều noi theo. Như vậy thì đồng bào trong thiên hạ đều được hưởng ăn trạch, khôn ngăn thơm thảo, trăm lạy cầu khẩn. Hết phần 2 Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Chùa Quang Thế Âm Website chấm vô lượng thọ vn địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 74 74 74 hoặc 0933 447 312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh A Di Đà hoặc các sách của tổ sư Ấn Quang xin liên hệ số điện thoại sau 0792 344 948 hoặc 0937 0904 775 948 Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường tam bảo vân vân Xin tùy hỷ gửi vào tài khoản một Tài khoản cũ Tên tài khoản Trần Văn Hơn Số tài khoản 0561 -7474 -7474. Ngân hàng Việt Cơm Bên, Chi nhánh Đức Trọng Lâm Đồng Số 2. Tài khoản mới Tên tài khoản Trần Văn Hơn Số tài khoản 1111 747474 74 74. Ngân hàng Việt Cơm Banh Chi nhánh Đức Trọng Lâm Đồng Số 3. Tài khoản Sa Cơm Banh Tên tài khoản Trần Văn Hơn Số tài khoản 0500 1769 0393 Ngân hàng Sa Cơm Banh Chi nhánh Đức Trọng Lâm Đồng số điện thoại liên lạc 0933 447 312. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh cúng dường tam bảo vân vân xin tùy hỷ gửi vào tài khoản bank name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam Lâm Đồng Friends Bank Address 33 Nguyễn Văn Cừ Street Hoa One Đà Lạt City, Lâm Đồng Province. Swift code: BFTVVNVS056. Account no: 0561370747474. Name of account: Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam: Thôn Phú Thành, xã Hiệp Thành, Quyền Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng kính chào quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.